Rồi tiếp tục bài lớp 2, bài 5. Rồi, ở đây chúng ta thấy là đối với bài này nhập vào các cái số AB để tìm nghiệm x. Như vậy thì bài này nó có một cái đơn giản là chúng ta nhập vào hệ số A, nhập vào hệ số B và chúng ta tính x là bằng trừ B trên A. Đó là một bài toán đơn giản. Và bài toán mở rộng là chúng ta phải xét cái A này là phải khác không mới được. Còn nếu mà A bằng không thì phương trình nó vô nghiệm ha. Đó là bài toán mở rộng cho cái bài số 5 này. Rồi chúng ta làm bài toán cơ bản trước. Khi nào mà chúng ta học đến các cái lần x thì chúng ta quay lại chúng ta sẽ làm cái phần mở rộng đó. Và các bạn sẽ tạo new cho thầy một cái project lab 2 bài 5 copy rồi chúng ta sẽ tạo một folder mới lớp 2 bài 5. Ok, xây lại lớp 2 bài 5. Và bây giờ chúng ta sẽ nhập vào hai hệ số AB. In hoặc plus cũng được tùy các bạn ha. A phẩy B. Còn đối với nghiệm á, tại vì chúng ta xuất ra trực tiếp luôn cho nên chúng ta không cần phải khai báo nghiệm. Còn nếu mà bạn nào muốn thì các bạn có thể khai báo nghiệm ở đây. Nghiệm x. Đó, tùy chúng ta. Rồi chúng ta sẽ thông báo để nhập vào. Nhập hệ số. Nhập vào hệ số A chấm phẩy phần trăm D ha phẩy A đó chúng ta nhập vào hệ số A xong. Rồi nhập vào hệ số B và chúng ta nhập vào B. Rồi, đề yêu cầu một cái yêu cầu là các bạn phải xuất ra cái câu này, nghiệm của phương trình 7x này không phải là 7 nha, mà a mình nhập bao nhiêu thì nó xuất bấy nhiêu. Rồi cộng cho 10 mà không phải là 10 nhé. Lúc mà bạn nhập B bằng mấy thì nó sẽ xuất ở đây bằng không là x bằng. Như vậy thì đây là một vị trí mà chúng ta cần chỉ định xuất biến vào đây, xuất một số vào đây, và đây cũng là một cái chỗ để chúng ta chỉ định xuất, và đây là một cái chúng ta chỉ định xuất. Như vậy nó có ba vị trí ha, 7, 10 và trừ 1.43. Đó, ví dụ các bạn nhìn vô cái câu này mình không nhớ thì mình sẽ đó, mình đưa cái câu này vô. Rồi, xuất cái gì? Đưa vô đây. Nghiệm của phương trình, đó, người ta yêu cầu là vậy đúng không nào? Như vậy thì mình sẽ chỗ này 7 là không có 7 ha. Mình đưa cái A vô đây. Như vậy A là kiểu nguyên thì nó là phần trăm D. Rồi, chỗ này là B. B là cũng kiểu nguyên phần trăm d bằng không là x bằng chỗ này nghiệm, như vậy chỗ này là phần trăm f nghiệm. Rồi như vậy mình sẽ xuất a để nó đưa vô đây, rồi phẩy b, b thì nó đưa vô đây, phẩy nghiệm là gì nào, trừ b chia a đó. Rồi ok, như vậy thì trong trường hợp này chúng ta phải nhập a khác không nha, bởi vì bài toán của chúng ta là bài toán đơn giản, chưa có đến cái phần mà kiểm tra điều kiện a bằng không thì vô nghiệm, chúng ta chưa làm việc đó cho nên là chúng ta nhập vô là a khác không, còn nếu mà a bằng không thì chương trình sẽ báo lỗi.
Rồi chúng ta thử ha. Như vậy lúc này các bạn sẽ từ từ suy nghĩ dần dần. Như vậy chỗ này là phần trăm D, mục đích là xuất A, phần trăm D, mục đích là xuất B, và phần trăm F là mục đích là xuất nghiệm. Ví dụ như A bằng 6, B bằng 4. Đó. Ở chỗ này các bạn thấy là tại sao mà nghiệm nó bằng 0? Tại sao nghiệm nó bằng 0? Mặc dầu là chúng ta đã xuất ở đây là phần trăm F rồi. Lý do là A và B của chúng ta là nghiệm là biến in, cho nên là khi chúng ta chia ra thì nó lấy giá trị in. Còn nếu mà chúng ta muốn lấy giá trị plot thì phía trước này các bạn sẽ ép kiểu ha, ép kiểu dùm cho thầy. Đó, các bạn ép kiểu thì nó sẽ ra kiểu plot. Rồi, ví dụ như là 6, 4, nghiệm của chúng ta là đây, 20,667. Đó, như vậy chúng ta đã xong và chúng ta có thể là định dạng cho nó hai chữ số thập phân chẳng hạn, thì nó là chấm 2. 6, 4, đó, 0,67, ok. Như vậy là chúng ta đã có là cái hoàn thiện cái bài. Chúng ta nhập với số khác. Nhập với số khác thì xem nào. 8, 9. Đó, như vậy thì của phương trình của chúng ta 8A, 9B đó, là x bằng trừ 1.13. Ok, cảm ơn các bạn.